Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 7 tháng 10 năm 2019 của Môi Trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng từ Thanh Hóa đến Nghệ An, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi Trường TV.